Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học từ học lập trình Python. Ngày hôm nay chúng ta đi vào bài 23 hàm đệ quy. Chúng ta sẽ giải thích và sử dụng cái hàm đệ quy để tính n dài thừa. Về khái niệm hàm đệ quy thì hàm đệ quy là cách dùng hàm để ta tự gọi lại chính nó để chúng ta xử lý bài toán. Và để giải được bài toán bằng đệ quy thì chúng ta phải có hai điều kiện. Một là chúng ta phải biết được điểm dừng của bài toán. Hai là cái quy luật của bài toán Hai cái ví dụ nổi tiếng nhất của hàm địa quy đó là n dây thừa và dãy Fibonacci. Thì cái n dây thừa chúng ta sẽ có là à, chúng ta sẽ biết được là cái n 1 của dãy thừa là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính được n dãy thừa đúng không ạ? Thì n dây thừa của chúng ta sẽ luôn luôn bằng gì? n nhân với n 1 dãy thừa. ví dụ như là 7 dãy thừa thì sẽ bằng là 6 nhân với 5 dãy thừa đúng không ạ? Thì 5 dãy thừa nó lại bằng 5 nhân 4 dãy thừa vân vân về đến 1 thì riêng cái thằng 0 trai thừa thì nó bằng 1 đúng không ạ? Thế nhân về đến 1 thì điểm dừng của nó ở đây là đâu ạ? Có 1. Thế tiếp theo cái dãy thứ hai là cái dãy Fibonacci thì có hai số đầu tiên tức là cái thằng F1 và thằng F2 ấy, hai cái số đầu tiên của dãy này nó là 1. Còn từ số thứ 3 trở đi thì nó sẽ bằng là cái F tại 3 1 tức là F tại 2. Thì F tại 2 bằng mấy ạ? F tại 2 bằng 1. Thằng F nó cộng với thằng F tại 3 2 là f tại 1 f tại 1 bằng 1 đúng không ạ Thế số thứ ba của chúng ta là bằng mấy ạ chỗ này là bằng 1 cộng 1 như vậy là số thứ ba của chúng ta sẽ bằng 2 đấy thì f4 bằng cái gì f4 thì cũng tương tự thôi 4 fn là f4 này thay 4 vào đây 4 1 bằng 3 nó bằng thằng f tại 3 cộng với thằng f tại 2 đúng không? Ạ? bằng hai số liền kề trước nó nó bằng cái thằng hai thằng liền kề trước nó cộng với nhau đấy, ví dụ như f3 này thì nó sẽ bằng 1 cộng 1 bằng 2 đúng không ạ F4 thì nó bằng 1 cộng với thằng F2 là bằng 1 này, cộng với thằng F3 vừa nãy là bằng 2, 1 cộng 2. Đấy, thì nó bằng 3. Đấy thì đây là cái dãy Fibonacci, viết tường minh ra là nó như này, nó bằng 1 khi n 1 bằng 1 khi n bằng 2. Đấy, và nó bằng Fn 1 cộng Fn 2 khi n lớn hơn 2. Đấy. Thì đây là cái quy luật của nó, điểm dừng của nó là gì? Điểm dừng của nó là khi n bằng 2 và n bằng 1 thì nó sẽ bằng 1 đúng không ạ? Thì nó hết dãy. Thì chúng ta có thể là xây dựng cái bài toán để chúng ta viết cái hàm cho hàm Fibonacci là tính cái tuyệt xuất cái dãy Fibonacci ra Đấy, với cái số N nào đó nhập vào từ bàn phím. Tiếp theo là chúng ta ứng dụng cái bài vào cái việc cái bài toán địa quy vào trong việc là chúng ta giải bài toán N dây thừa. Để cái n dây thừa mà chúng ta viết tường minh ra thì nó như thế này nó là n nhân n 1 nhân n 2 nhân n 3 vân 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 đúng không ạ nhân với nó trừ dần thì nó sẽ về đến 3 trừ dần về đến 2 và về đến 1 không dây thừa 1 Thế thì n dây thừa này nó sẽ bằng gì ạ không dây thừa chúng ta bằng 1 tức là cái điểm dừng của nó là là 1 tức là chúng ta xác định cái điểm dừng của nó đúng không ạ quy luật lặp lại là gì nó cứ là n thì nó sẽ nhân với n trừ 1 mà đến khi nào mà nó bằng 1 thì thằng, thằng, n bằng không thì nó sẽ là nhận về giá trị một Thế các bạn mở cái um, vai lên nhé sau đó thì chúng ta sẽ viết cái bài nói thừa này để chúng ta sẽ hiểu hơn lấy thuật phải vào chọn new python file và hôm nay là bài 23 rồi chúng ta define một cái hàm Define một cái hàm dây thừa dây thừa đúng không ạ dây thừa của thằng nào n để chuyển cái biến n vào nếu mà đây chúng ta cứ biết bình thường thôi ở đây chúng ta đã biết biết điểm dừng rồi đúng không nếu n bằng không thì ta return về một đúng không ạ nếu n bằng không rồi n bằng không biểu thức điều kiện nên chúng ta sử dụng hai dấu bằng là n thực sự bằng không thì return đây, chúng ta học defi rồi đúng không ạ return về một Tức là cái giai thừa chúng ta sẽ địt ra giai thừa chúng ta sẽ đẩy về kết quả là một đấy L này nếu còn không ấy thì là n nó sẽ bằng gì nó sẽ bằng n nhân với ạ? Yeah. n nhân với n trừ một giai thừa đúng không ạ thế thì cái này viết theo hàm thuật toán thì nó thành cái gì chúng ta sẽ lấy n này nhân với n trừ một giai thừa nó là cái gì nó là cái hàm giai thừa này này tại n trừ một đúng không ạ đúng không bởi vì cái thằng này là thằng dây thừa mà thằng dây thừa của n mà thì nó sẽ bằng là dai thừa tại cái n trừ một đấy tiếp theo là chúng ta gắn một cái biến để bằng a bằng dây thừa chúng ta chạy thử nhé rồi a bằng dây thừa hàm này là hàm gì ạ hàm define này là hàm có đối số hay không có đối số có return đây chúng ta thiếu return này return nhé có return thì tức là hàm có đối số có đối số thì chúng ta gán được biến đúng không ạ chúng ta ví dụ như chúng ta, ta tính giải thừa của 8 đi thấy chưa nó cho print ra print ra là thằng a đấy ship f10 đấy thì 8 giải thừa nó bằng như này 40320 8 giải thừa viết tường minh ra nó là cái gì nó chính là 8 ở à, đây nó sẽ là 8 nhân gì nhân với 7 nhân 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1 đúng không ạ? 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân, 3, nhân 2 1. Thế chúng ta nhìn một công thức này. Đầu tiên là thằng dây thừa của chúng ta là n dây thừa của chúng ta là 8, n là 8 đúng không? n 8 thì nó sẽ bằng 8 nhân với gì? Dây thừa của 8 1 là 7 đúng không ạ? Thì chúng ta viết từng minh ra nó sẽ thành như này. 8 nhân với dai thừa, dai thừa của của tám trừ một đấy, Dài thừa của bảy, dạ. cái này chúng ta để chú thích nhé, thích để viết, đây. Còn nó đỡ bị uh, khó đỏ thôi. chú thích là để trong ba dấu nháy kép rồi. Tiếp theo này nó lại chạy tiếp, nó lại kiểm tra cái điều kiện, nó lại thấy là à, thằng này vẫn đang chưa bằng không đúng không? thì lúc này là nó chạy tiếp nó sẽ bằng là 8 nhân với gì thằng kia 8 giữ nguyên rồi thay nhân với 7 này xong lại nhân tiếp với gì giai thừa của 6 đúng không ạ nó là giai thừa của 7 chữ 1 đúng không ạ 7 chữ 1 đây đúng không đây là giai thừa của 6 rồi tiếp theo nó lại nhân tiếp với thằng 7 chữ 1 thì bằng 6 đúng không 6 lại nhân với gì giai thừa của giai thừa của 6 chữ 1 đúng không ạ cái giải thừa của năm chưa sáu triệu một đấy đúng không ạ anh chủ đề tiếp này thằng này thì nhân với năm rồi nó lại nhân với gì tay thừa của năm trừ một tức là bằng bốn tiếp theo là nó lại nhân với bốn này sau đó nhân với tay thừa của bốn trừ một là ba gọi nhìn thấy chưa sẽ cứ như thế này thôi nhân với ba thì dạng giai thừa của 3 này thì bằng 3 nhân với 3 trừ giai thừa của 3 trừ 1 mà nhân với 3 phải xong nhân với giai thừa của 2 rồi đến đây thì nó là nhân với 2 đó thì nhân với giai thừa của 1 đấy chỗ này thiếu một số nhân này nhân nhá chưa bởi vì nó cứ nó cứ nhân dần dần thôi nó cứ return dần dần với cái nhân với cái n trừ 1 thôi Chính vì thế cho nên chúng ta mới gọi là hàm gọi lại chính nó để sử dụng chính nó đúng không ạ? N này nó gọi đúng cái hàm đấy quay ngược lại này. Nhưng mà chúng ta phải biết điểm dừng là tại n bằng 0 thì nó bằng 1 đúng không ạ? Rồi nó kiểm tra dây thừa của một đúng không ạ? À. Dây thừa của một bằng mấy? Bằng 1. Thì đoạn này chúng ta sẽ vẫn nhân với 1 này. Nhân với 1 nhân với dây thừa của 0. Được Rồi đến cái thằng dây thừa của 0 rồi thì nó bằng bao nhiêu? sai thừa của 0 lúc này n bằng 0 thì nó trả về 1. À. Nhân về 1 là hết đúng không ạ? Rồi nhân với 1. Nó thế còn 0 bằng 1 mà. À, thì cái cái kết quả của cái việc mà chúng ta tính nhiên n dư thừa của cái n bằng 8 ấy thì nó sẽ ra như này. và giải thích tường minh thì nó sẽ như thế này. thì hy vọng là các bạn đã hiểu bài. Với cái bài mà dãy Fibonacci thì cũng tương tự như vậy chúng ta cũng có thể tự viết được. Thì các bạn lấy bài này là bằng là cái bài tập về nhà nhé. Chúng ta sẽ sử dụng hàm đệ quy để viết cho cái dãy Fibonacci. Đây dãy Fibonacci đây. Thì các bạn hãy viết sau đó thì bình luận dưới video để mình kiểm tra xem là các bạn là biết có đúng hay không. Thì cũng là cơ sở để các bạn rèn luyện bài tập này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.